Khi bạn nhận được email hay tin nhắn một tài liệu cần điền thông tin hay là cần ký tên vào nhưng bạn chỉ đang dùng điện thoại, không có máy tính cũng không tiện in file tài liệu ra giấy để ký, thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để điền thông tin hay ký tên trực tiếp ngay trên điện thoại luôn. Có nhiều ứng dụng để hỗ trợ, nhưng trong đó ứng dụng này tương thích nhiều hệ điều hành điện thoại, hoàn toàn miễn phí mọi tính năng và là của Adobe nổi tiếng nên hoàn toàn yên tâm về sự tin cậy và bảo mật đối với chữ ký và tài liệu của bạn. Nếu bạn dùng hệ điều hành iOS thì bạn tải trên App Store, nếu dùng hệ điều hành Android thì tải trên Google Play, tất cả đều là miễn phí. Cài đặt xong thì mở ứng dụng lên, bạn có thể đăng ký tài khoản hoặc không thì cứ bấm dấu chéo tạm bỏ qua. Rồi giờ bạn bấm vào dấu cộng để lựa chọn tải lên tài liệu cần ký tên. Có thể lấy tài liệu trên thư mục của điện thoại, ví dụ như mình đang dùng iPhone thì lấy từ iCloud hoặc là dùng đường link của tài liệu PDF hay hình ảnh. Nếu chưa có file tài liệu luôn thì có thể chọn web search để gõ từ khóa tìm file trên Google. Ngoài ra nếu tài liệu cần ký đã ở dạng hình thì bạn có thể chọn từ thư viện hình trên điện thoại, cho phép ứng dụng truy cập để mở hình. Ví dụ mình chọn một hình đã chụp lại, ứng dụng sẽ scan lại phiếu. Bạn có thể xoay đổi chiều, cắt xén bớt các phần thừa hay tăng chỉnh tương phản tự động cho rõ nét hơn trước khi bắt đầu điền chữ vào phiếu hay chèn chữ ký. Mình sẽ minh họa cho các bạn rõ hơn cái tính năng này với một file tài liệu có sẵn ở đây nè. Kéo phóng to thu nhỏ để xem tài liệu. Nhấp vào vị trí bất kỳ để xuất hiện hộp chữ. Gõ nội dung cần điền vào. Bạn có thể bấm chữ A nhỏ để giảm hay chữ A lớn để tăng kích cỡ chữ. Hộp chữ đã tạo có thể nhấn giữ để di chuyển đến vị trí bất kỳ hoặc là xóa bỏ. Dấu ba chấm ở đây là để mở rộng hơn với các tính năng như là chèn các ký hiệu, biểu tượng, dùng để đánh dấu hay khoanh tròn đáp án, hay tạo ô chữ giãn cách. Đặc biệt khi có các hộp kiểm thế này, bạn nhấp vào là có thể đánh dấu được luôn. Ví dụ như bạn muốn đổi ký hiệu đánh dấu thay vì dùng dấu tick, thì bấm vào đây để đổi thành dấu gạch chéo chẳng hạn. Nếu bạn phải thường xuyên điền các phiếu thông tin có những nội dung lặp đi lặp lại, ví dụ như là họ tên, ngày tháng năm sinh, thì có thể bấm vào ký hiệu này để có thể tiết kiệm thời gian bằng cách thiết lập sẵn. Điền sẵn các thông tin bạn cần như là họ tên, email, số điện thoại. Như vậy, mỗi khi điền phiếu, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng hình người, nhấn vào thông tin có sẵn và thế là nó sẽ tự động được điền vào phiếu. Rồi để ký tên thì bạn bấm vào đây để chọn tạo chữ ký đầy đủ hoặc là tạo dấu ký nháy. Đây sẽ là giao diện để vẽ chữ ký bằng tay hay bằng bút cảm ứng trên màn hình. Nếu bạn muốn chèn hình chữ ký của người khác thì chọn Image để lấy hình đã lưu trong điện thoại hay chụp lại một chữ ký trên giấy để chèn vào file. Ký xong thì bấm đinh để xác nhận, dịch chuyển chữ ký đến vị trí mong muốn, nhấn giữ mũi tên để chỉnh kích cỡ chữ ký. Bạn chỉ cần tạo chữ ký một lần, nó sẽ tự động lưu trong thư viện hình và mỗi lần cần chèn thì bấm vào ký hiệu này để chọn là được. Sau khi đã điền và ký tên xong để lưu lại tài liệu thì bạn bấm vào ký hiệu ở góc phải bên dưới đây. Cho dù tài liệu ban đầu của bạn là hình hay PDF thì phần mềm đều sẽ hỗ trợ lưu lại dưới dạng PDF. Bạn có thể gửi file đã ký qua email, Zalo, mạng xã hội, Gmail hay mở rộng để gửi thêm với các ứng dụng khác mà điện thoại bạn đang có. Ví dụ mình chọn gửi qua ứng dụng Gmail đã có sẵn trên điện thoại của mình. Thế là file sẽ được tự đính kèm vào phần soạn thảo mail, bạn chỉ cần điền email người nhận và nhập nội dung nữa thôi là xong. Cũng tương tự như vậy, nếu như chưa có hình lưu sẵn thì chọn Take Photo để chụp trực tiếp. Còn lựa chọn cuối thì đó là ký trực tiếp khi bạn đang dùng email mà không cần lưu file về máy trước. Ví dụ như trong email của mình nhận được có file yêu cầu ký tên là PDF hay file hình, mình chỉ cần bấm mở file đó lên, chọn vào ký hiệu Share, bấm mở rộng để tìm ứng dụng Adobe Fill and Size và chuyển ngay đến giao diện điền nội dung hay chèn chữ ký. Như vậy thì bạn có thể ký ngay khi xem email trên điện thoại mà không cần lưu file hình về điện thoại trước. Ngoài ra cũng có một số trang web nữa có hỗ trợ tạo chữ ký điện tử trên điện thoại. Bạn có thể thử hai kết quả đầu tiên, đó là chữ ký.vn, tạo chữ ký tay và vẽ chữ ký lên màn hình, chọn màu mực ký, rồi bấm lưu để tải về điện thoại. Bạn cũng có thể bật xóa nền, tạo nền trong suốt để dễ chèn vào văn bản. Tương tự như chữ ký.vn thì trang Wikisy này cũng giống y như vậy. Cả hai trang này đều tự điều chỉnh cho nét ký của bạn được mịn, đều và giống thật hơn. Sau khi tải hình về rồi thì lại tiếp tục chèn chữ ký như cách mình đã hướng dẫn ở trên.